Indonesia thì mình sẽ gửi các bạn một số cái hình ảnh này. Bên nhà trai chào chú rể sẽ đi đón dâu các bạn. Bye bye. Cái này là mấy cái anh chụp hình yêu cầu là phải phải bye bye. Một hình ảnh rất là dễ thương. Bye bye chú rể. Chú rể đang trong phòng mình. Rồi, ba chú rể rồi. Và đặc biệt là ở đây là có xe cảnh sát đi hộ tống đám cưới, mở đường đám cưới, một cái hình ảnh cũng rất là hay. Nhân tiện là mình check out khách sạn Ascot thì mình thấy những hình ảnh này rất là tuyệt vời. Đây là ekip quay đám cưới. Trong cái clip này thì mình quay một số công viên. Đây là cái cổng trước để mình check in khách sạn đây. Check in và check out là khu vực này. Đây là khu vực bảo vệ xe mở lần vào á, thì họ ra mìn và mới cho vào. Khu vực này giống như khu Phú Mỹ Hưng quận 7 ở Sài Gòn các bạn. Một khu mua sắm Bắc Khu One Trade Center. Rồi. Sẽ dẫn các bạn vào bên trong cái sảnh của khách sạn Ascot. Đây hình ảnh đám cưới mà họ chụp hình sau khi họ bye bye chú rể để đón cô dâu, và họ đợi ở đây. Đây là hai chàng phụ rể. Đây là một cái hình ảnh rất là hay các bạn. Mình tình cờ mình lấy được cái cảnh này để giới thiệu các bạn cái đám cưới ở bên Indonesia, cái hình thức nó như thế nào. Đây là cái đội biên tập và họ dựng cái clip ngay lập tức để có thể tối nay hoặc trưa nay ăn tiệc thì mình có cái clip mình chiếu lên cái màn hình lớn đó các bạn. Họ sẽ dựng ngay. Đây cái ekip làm việc đây. Và đây là những đang chờ đợi. Đang chờ đợi để đón cô dâu về khách sạn. Khu vực check-in. Khu vực check-in. Nơi phòng mình chờ đợi. Tầng 2, hồi nãy thì mình quay cái cảnh là đưa đi do cái phần biên tập đưa đi, bây giờ mình đón về. Có ai anh chàng phụ rể. Có thể nhớ nó bị cái gì vậy ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nếu mà các bạn tới thành phố Surabaya của Indonesia và chúng ta không check in và ở khách sạn Ascott, đó là một cái điều sai lầm các bạn. Nội thất rất là đẹp và giá cả rất là phải chăng, hơn cả ở Việt Nam các bạn. Và những cái chuyến đi này, trong cái chuỗi video về Indo ký sự thì mình cũng muốn giới thiệu nội thất của khách sạn này và giá cả như thế nào, và mời các bạn đi với mình một vòng để mình xem nội thất ở đây như thế nào nha các bạn. Rồi ok, chúng ta cùng đi. Cửa mình bước vào phòng các bạn, cửa phía trước mình bước vào phòng đây. Đây là cái công tắc máy lạnh và đèn của mình. Ở đây mình có cái tủ lạnh và cái máy giặt đồ và một cái lò để mình hâm thức ăn. Ở trên đây có tủ ha, tủ để mình để đồ đây. Rồi, tủ lạnh. Đây một số nơi mà mình để ly và mình thấy uống nước ở trong cái bình này. Và trên kia là đồ thôi. Nếu mà các bạn ở đây thì các bạn cũng có thể nấu nướng được các bạn. Ở đây mình có cái bồn nước rửa chén ha. Và ở đây có một cái lò và có cái máy hút khói công tắc. Đây là cái khu vực bàn bếp ha. Và mình sẽ đi vào nha các bạn. Nó nhỏ gọn thôi mà design rất là đẹp. Ở đây một cái bộ ghế sofa để mình có thể mình xem TV ở đây. Ở đây mình trên bức tường này thì họ gắn gương để mình cảm giác cái phòng nó rộng hơn, nó sâu hơn. Đó, bộ ghế sofa. Và đây là cái nơi mà cái bàn chúng ta làm việc. Làm việc ở đây. Và với cái view này thì chúng ta có thể ngắm thành phố Surabaya về đêm. Thành phố này thì mình có quay một đoạn buổi tối khi mình di chuyển từ sân bay Surabaya về trung tâm thành phố. Nhưng ngày mai mình sẽ cố gắng quay ban ngày để các bạn hình dung, và mình cũng giới thiệu sơ nét về cảnh trí của thành phố Surabaya của Indonesia này như thế nào. Và một điều đặc biệt mình muốn giới thiệu thêm đó là phòng ngủ. Ngoài bộ ghế sofa chúng ta nghỉ ngơi. Và đây, đây là phòng ngủ của chúng ta. Ở trong đây cũng có tivi các bạn, tivi và một cái giường đôi nha. Giường đôi. Và đây cũng có một cái khoảng không gian để chúng ta nhìn ra thành phố Surabaya về đêm. Xa xa đó là cái toilet các bạn. Toilet đây. Đây là cái phòng tắm. Là tổng thể một cái phòng ở khách sạn Ascott này. Với cái giá mà mình cũng thấy cảm thấy rẻ bất ngờ, nó là 993 rupiah các bạn. Tiền không biết mình đọc có chuẩn hay không, nhưng mà cái đó là cái tiền của Indo. Và mình suy ra thì nó khoảng là 1.9 triệu Việt Nam đồng. 1.9 triệu. Lặp lại là cái giá của rupiah là 993.000 rupiah, thì suy ra tỷ giá Việt Nam là khoảng 1.9 triệu Việt Nam đồng. Thì đối với khách sạn này là một khách sạn 5 sao các bạn. Nó thiết kế giống như là một căn hộ. Căn hộ đó. Thì mình quay một lượt để các bạn hình dung nếu các bạn có ghé Indonesia, đặc biệt là thành phố Surabaya nha các bạn. Một thành phố này rất là tuyệt vời. Nó giống như ở Indonesia thì nó có hai thành phố lớn, đó là thành phố Jakarta là thủ đô của Indonesia, và thành phố lớn thứ hai đó là Surabaya, nó ở miền đông Java các bạn. Thì nếu mà các bạn tới đây thì các bạn Ascott là một sự lựa chọn các bạn.
Thì mình làm cái clip này nhằm mục đích giới thiệu các bạn để các bạn hiểu thêm về khách sạn Ascot ở Surabaya, Indonesia. Và cảm ơn các bạn đã đón xem cái clip và mình check in khách sạn Ascot cùng với Lê Sinh Nidor. Rồi cảm ơn các bạn ha. Mình tạm ngưng và mình tiếp tục có những cái gì đó thì mình sẽ quay và mình gửi các bạn trong cái loạt clip Indo Ký Sự này. Rồi cảm ơn các bạn. Good night các bạn. Bây giờ thì khoảng là 10 giờ rồi. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái clip sau. Bye bye các bạn. Bye bye.